Và sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin Việt Nam. Hơn 10 tỉnh thành tại Việt Nam thành lập lực lượng trấn áp biểu tình. Hơn 10 tỉnh thành ở Việt Nam vừa công bố thành lập trung đoàn hoặc tiểu đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu. Một trong các nhiệm vụ của lực lượng này được công bố là nhằm trấn áp những người bị cho gây rối trật tự công cộng và biểu tình trái pháp luật. Lễ ra mắt Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an thành phố Sài Gòn diễn ra vào sáng ngày 10 tháng 8. Báo chí trong nước cho biết lực lượng này được thành lập theo quyết định số 1984 của Bộ Công an về việc thành lập Trung đoàn, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Toàn văn quyết định số 1984 của Bộ Công an chưa được công khai trên các phương tiện truyền thông. Theo báo Công an Nhân dân, các trung đoàn, tiểu đoàn này phải sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống khi có lệnh điều động của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh, thành. Tính đến ngày 10 tháng 8, có ít nhất 15 tỉnh, thành phố đã ra mắt lực lượng này như thành phố Sài Gòn, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Nghệ An, Lào Cai, Bắc Giang, Thanh Hóa, Gia Lai, v.v. Công an thành phố Sài Gòn thông tin với báo chí về một số nhiệm vụ chi tiết được liệt kê là ngăn chặn, trấn áp các vụ gây rối trật tự công cộng, biểu tình trái pháp luật, cứu nạn, cứu hộ, tham gia bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng của đảng, nhà nước và các ngày lễ lớn, bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu. Đài Á Châu Tự Do dẫn lời một luật sư giấu tên ở Sài Gòn cho biết, việc trấn áp biểu tình trái pháp luật được liệt kê trong các nhiệm vụ là vi hiến. Bởi vì biểu tình là quyền của công dân Việt Nam, được ghi trong hiến pháp. Trong khi đó, luật biểu tình thì chưa có, nên không thể nói là biểu tình trái pháp luật được. Việt Nam lại có tên trong các nước nhiễm COVID-19 cao nhất trên thế giới. Lần đầu tiên sau nhiều tháng qua, Việt Nam quay lại danh sách các nước có số ca nhiễm cao nhất trong tuần chỉ sau Nhật Bản, Hoa Kỳ và Nam Hàn. Thông tin từ Sở Y tế thành phố Sài Gòn ngày 11 tháng 8 cho biết theo báo cáo cập nhật hàng tuần của Tổ chức Y tế Thế giới về diễn tiến tình hình COVID-19 trên toàn cầu. Việt Nam đã quay lại trong danh sách các nước có số ca mắc COVID-19 cao nhất trên thế giới. Trong trích đoạn báo cáo cập nhật hàng tuần của WHO vào ngày 10 tháng 8 về số ca nhiễm mới và số tử vong mới trong tuần trên phạm vi toàn cầu, Việt Nam đã đứng vào hàng thứ tư của các quốc gia có số ca nhiễm mới cao nhất trong tuần, chỉ sau Nhật Bản, Hoa Kỳ và Nam Hàn. Điều may mắn là Việt Nam không có tên trong danh sách các nước có số tử vong cao nhất trong tuần. Sở Y tế Sài Gòn nhận định đây là kết quả của chiến dịch tiêm vaccine trong phạm vi cả nước trong thời gian qua. Trước những cảnh báo mới nhất này của WHO, một lần nữa cho thấy việc đẩy mạnh truyền thông đến từng người dân về lợi ích của tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là tiêm mũi nhắc lại và đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine tại mỗi địa phương, bao gồm tiêm mũi 1 và mũi 2 đối với những người chưa tiêm và tiêm mũi nhắc 1 và mũi nhắc 2 đối với những người đã tiêm, ngày càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Người Việt vẫn bị xếp vào nhóm lười hoạt động thể lực. Thiếu vận động thể lực kéo theo nguy cơ mắc phải bệnh béo phì, tăng huyết áp, tiểu đường, v.v. Đây cũng là nguyên nhân khiến tỷ lệ tử vong do các bệnh không lây nhiễm chiếm tới 74% số ca tử vong ở Việt Nam. Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh lối sống không khoa học, chế độ dinh dưỡng chưa hợp lý và ít hoạt động thể lực là ba nguyên nhân chính làm gia tăng các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, tiểu đường, ung thư và tim mạch. Theo kết quả tổng điều tra dinh dưỡng toàn quốc, tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi đã đạt mức trung bình. Cùng đó, chiều cao người Việt đã có sự thay đổi mạnh ở nhóm thanh niên nam 18 tuổi, đạt 168.1 cm năm 2020, tăng 3.7 cm so với năm 2010, là 164.4 cm.
nữ thanh niên đạt 156.2 cm năm 2020, tăng 1.4 cm so với năm 2010, 154.8 cm. Đánh giá về vai trò của vận động đối với sức khỏe, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho biết các nghiên cứu cho thấy hiện các chỉ số về chiều cao, cân nặng và các tố chất thể lực, sức bền bỉ của người Việt Nam kém xa với các nước trong khu vực. Nguyên nhân là do người Việt Nam còn lười vận động, tập trung ở nhóm người đi làm, thanh niên và cả trẻ em. Bác sĩ yêu cầu người nhà bệnh nhân đi mua dao mổ ở ngoài. Thực trạng thiếu thuốc, men, vật tư y tế, thậm chí là dao mổ đang xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ngày 10 tháng 8, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết đã xác minh và xử lý thông tin phản hồi từ người dân đối với việc bệnh viện thiếu lưỡi dao mổ. Bác sĩ đã yêu cầu người nhà bệnh nhân đi mua từ bên ngoài vào. Trước đó, theo thông tin từ bạn đọc cung cấp, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã yêu cầu người nhà bệnh nhân đi mua dao mổ bên ngoài vì bệnh viện không còn mặt hàng này. Ngoài ra, đối với một số loại thuốc điều trị, dịch truyền, v.v., thì phía bác sĩ cũng kê toa, yêu cầu người nhà bệnh nhân đi mua bên ngoài, đã gây ra nhiều bực tức cho họ. Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, phản ảnh này của bệnh nhân là có thật. Bệnh viện đúng là đang thiếu hụt lưỡi dao mổ, cũng như nhiều vật tư, y tế giá rẻ khác, thậm chí cả túi đựng nước tiểu. Giá trị mỗi lưỡi dao để mổ dao động khoảng 1.000 đến 2.000 đồng, mỗi lần dùng xong là vứt bỏ. Lý do xảy ra tình trạng trên, vị lãnh đạo này cho hay đây là thực trạng chung của cả nước bởi sự bất cập trong cơ chế, chính sách về đấu thầu thuốc, vật tư y tế. Công an điều tra vụ rao bán 30 triệu thông tin cá nhân có nguồn từ Bộ Giáo dục Đào tạo. Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết cơ quan này đang điều tra vụ rao bán 30 triệu thông tin cá nhân người Việt được cho là có nguồn từ Bộ Giáo dục Đào tạo. Thông báo của ông Tô Lâm được đưa ra sau khi có chất vấn của đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thủy, đoàn Bắc Cạn và Siêu Hương, đoàn Gia Lai về tình trạng thông tin cá nhân được rao bán trên mạng. Theo hai vị đại biểu này, công tác truy ra thủ phạm không khó, nhưng sao vẫn còn nhiều vụ chưa bị phát hiện. Trước đó, trên một diễn đàn tin tặc, tài khoản Miliodas đã rao bán một cơ sở dữ liệu chứa khoảng 30 triệu bản ghi và tương ứng với mỗi bản ghi là dữ liệu của một người Việt Nam. Miliodas cho biết dữ liệu được khai thác từ một trang web phổ biến về giáo dục ở Việt Nam vào tháng 7 năm 2022. Mỗi bản ghi bao gồm tên người dùng, địa chỉ email, số điện thoại, họ tên, điểm số, trường học, quận, huyện, tỉnh, thành phố, ngày khởi tạo, v.v. Giá bán cho tập dữ liệu này được hacker đề nghị là 3.500 đô la và thanh toán bằng token XMR. Bộ Giáo dục Đào tạo sau đó cũng cho biết, bộ này đã và đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin, Truyền thông. Bộ Công an để tiếp tục xác minh, điều tra các hệ thống bảo mật để bảo đảm an toàn thông tin. Phần Lan tạm dừng công nhận passport mẫu mới của Việt Nam. Theo thông báo đăng trên Facebook của Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội, từ ngày 1 tháng 7 2020, các cơ quan Việt Nam đổi sang passport mẫu mới bìa màu xanh tím than. Passport mới này không có thông tin về nơi sinh của người mang passport. Đây là một thông tin bắt buộc để xác định danh tính cá nhân và xử lý các đơn xin visa, giấy phép cư trú của Phần Lan. Do đó, Phần Lan đã quyết định tạm dừng công nhận passport mẫu mới của Việt Nam. Trước đó, Đức và Cộng hòa Séc đã thông báo tạm ngừng công nhận passport mẫu mới này. Tây Ban Nha ban đầu cũng tạm ngừng công nhận passport mẫu mới, nhưng sau đó đảo ngược quyết định của mình và tiếp tục công nhận passport mẫu mới của Việt Nam. Liên quan việc cấp passport mẫu mới, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm cho biết đã cấp được 272.000 passport theo mẫu mới
và trước mắt sẽ tiến hành bị trú nơi sinh khi có đề nghị để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam làm thủ tục xin visa vào 26 nước châu Âu. Về lâu dài, Bộ Công an cho biết sẽ tiến hành sửa đổi mẫu passport, trong đó bổ sung một nơi sinh, trang nhân thân passport. Hiện Bộ đang lấy ý kiến của Ủy ban Quốc phòng An ninh, Ủy ban Pháp luật, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao về vấn đề này. Vừa rồi là bản tin cuối ngày của Đài Hùng Việt TV. Châu Thảo xin kính chào quý vị.